Hoan chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Bản lĩnh Nhóc Tì. Và đây là một tuần mới, vẫn là Minh Sự đây, không phải là một người mới, nhưng hy vọng rằng sẽ mang lại những điều mới cho chính tất cả quý vị khán giả trong ngày hôm nay. Và đúng khung giờ quen thuộc của chương trình 10 giờ trưa trên kênh truyền hình VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Ngày Chủ nhật thì chúng ta sẽ gặp gỡ với nhau với các bạn Nhóc Tì rất là dễ thương, và bên cạnh đó còn có những khách mời rất là đặc biệt. Hãy cùng nhau gặp gỡ ba bạn Nhóc Tì đáng yêu. Xin mời. Trời, ai cũng đẹp hết trơn. Bên đây thì phong cách là hơi bụi bụi giống tôi, ở đây là sang sang. Trời ơi, đi diễn thời trang hả con? Dạ không. Gửi lời chào lên với tất cả mọi người đi nào. Con chào tất cả mọi người. Con tên là Nguyễn Hành Công, con 8 tuổi. Con biết chương trình Bản lĩnh Nhóc Tì không? Dạ biết. Con coi nhiều chưa? Dạ rồi. Lần đầu tiên con đến với chương trình đúng không? Dạ. Con thấy làm sao? Con thấy nó rất là vui. Còn gì nữa không? Dạ không. Mình tạo một cái dáng đẹp đẹp nào. 2, 3. Còn bạn gái? Con chào tất cả mọi người, con tên là Bùi Thanh Tuyền, năm nay con 6 tuổi. Thanh Tuyền năm nay 6 tuổi hả? Nhà bán hột xoàn hả con? Dạ không. Sao mẹ cho đeo cái hột xoàn gì dày dữ vậy? Đây nè, trời ơi, lấp lánh dễ sợ. Bộ đồ này ai thiết kế cho con vậy? Dạ, ba mẹ con mua. Con thích không? Dạ, thích. Thích đúng không? Bây giờ âm nhạc nổi dày cái mình tràn lên trên mình diễn thời trang liền được không? Dạ được. Được chứ, âm nhạc lên. Đó. Trời, lúc đứng giới thiệu nó con 6 tuổi nghe có vẻ như là hơi nhỏ nhỏ, tự nhiên nhạc lên cái ôi, tự tin hẳn ra luôn. Con thích làm người mẫu không? Dạ không. Chứ con thích làm nghề gì? Con thích làm diễn viên. Diễn viên. Chúc cho con sẽ trở thành diễn viên trong tương lai nha. Và ngày hôm nay chúc con sẽ chiến thắng. Rồi, tiếp tục chàng trai cuối cùng. Con là Minh Khang, năm nay con 7 tuổi. Đây là lần thứ hai con trở lại chương trình. Lần đầu tiên với lần thứ hai có khác nhau không? Lần đầu tiên là mùa 2, lần thứ hai là mùa 3. Vậy là có giống nhau không? Hay khác nhau? Khác nhau hoàn toàn. Khác nhau hoàn toàn. Chỉ có giống chú MC thôi ạ. Lần trước thì mình tham gia chương trình á, mình có những người bạn mới. Ngày hôm nay mình gặp hai người bạn này, mình có vui không? Dạ vui. Vui, mình làm quen bắt tay một cái. Chào anh. Chào em. Chào em. Chào em vậy thôi hả? Phải nói gì nữa chứ? Chào em rất hân hạnh được gặp em. Chào hân chúc hân hạnh được gặp anh. Dễ thương. Hy vọng rằng là con sẽ vượt qua những cái thử thách của chương trình thật là giỏi. Về nhà nào, mỗi người một nhà. Đây là vòng đầu tiên được mang tên là thử tài thách đố. Và luật chơi như sau: chúng ta sẽ chia từng thành viên của mỗi đội ra để thi đấu đối kháng với thành viên của đội đối phương. Chúng ta sẽ phải dùng những cái câu hỏi để thách đố đối phương và để xem bạn ấy bản lĩnh như thế nào ngày hôm nay đây ha. Xin mời Minh Khang, con sẽ lên thi đấu cùng với cô. Dễ dàng. Cố lên con. Lên ghế. Ủa, ngồi thôi cô. Chúc em thượng lộ bình an. Em sợ. Bắt đầu. Hai con. Con chào cô. Nhà cô có một bạn nhỏ dễ thương lắm á. Dạ con biết rồi. Ghê biết luôn. Con nói giỡn vậy thôi. Rồi bây giờ cô sẵn sàng rồi nè, con hỏi cô trước đi. Con đố cô nha, con này rất khó. Rất khó. Siêu khó luôn. Con chưa bao giờ kinh hỏi người ta, chưa bao giờ ai trả lời được hết. Nhưng mà vấn đề là con biết câu trả lời không? Con biết chứ. Con đố cô, hoa gì ở Việt Nam có 3 chữ N? Hoa gì ở Việt Nam có 3 chữ chữ L? N, N. N hả? N, 3 chữ N. Hoa gì ở Việt Nam có 3 chữ N? N. N. Sao giống đi thi đại học quá mọi người. Hoa... hoa đồng tiền hả? Không phải. Đố mẹ hoa đố thiệt. Con không nói, con sẽ không. Trời ơi, cái thằng nhóc này thông minh thiệt chứ. Rồi, nhắc bài luôn hả? Con nhắc nhưng nó cũng có thể đúng, cũng có thể sai. Hoa gì con nhắc lại mà con không nghe luôn á. Nhắc lại con nghe đi. Hoa na na na. Câu trả lời của cô là sai. Sai. Nãy con đã đoán được cô đó. Bị dụ. Trời ơi. Vì câu trả lời đúng thực ra là hoa tam. Nếu mà chặt cái chữ ba ra là 3N và 3N. Chặt hoa chữ ban. À. Là ba em. Hay lắm con. Yeah. Em thấy được bản lĩnh Nhóc Tì chưa? Có cái lỗ. Thôi đổi gì. Ngồi xuống. Ok, nhường câu đầu thôi, mày là người lớn mà. Em không phải nhường, bị thua nha, chứ không có nhường. Ok, mình chấp nhận mình bị thua câu đầu tiên. Rồi, em hỏi ngược lại. Đến em hỏi đúng không? Cô sẽ đố con nha.
con cá khi mà đang bơi thì nó có ngủ gục hay không? Con cá không bao giờ suy nghĩ nha, suy nghĩ cho kỹ hơn trả lời nha. Con cá không có ngủ mà cô. Con phải ngủ gục. Con cá khi ngủ thì mắt nó vẫn mở đúng không? Nó chắc chắn khang bí đúng không? Vậy thì khi dưới sông nó có ngủ gục hay không? Không phải là mắt nó mở rồi nó tỉnh đâu nha. Cô thực qua khi mà con cá chết nó cũng mở mắt nữa. Cô trả lời của con là con cá không bao giờ ngủ. Con cá không bao giờ ngủ, vậy là đang bơi cũng không ngủ gục luôn. Đúng. Ôi xuất sắc, chính xác. Chúc mừng. Hay đúng quá. Đúng rồi, chính xác. Yeah, cái không? Đi nào Khang. Yeah, em gái. Yeah. Quý vị thân mến, chúng ta đang có mặt ở vòng thứ hai được mang tên là thử tài suy đoán. Hai thành viên sẽ cùng với nhau mang về những điểm số thật là cao. Khách mời của chương trình sẽ lên đây bốc thăm 5 từ khóa chỉ dùng hình thể của mình thôi. Làm sao để diễn đạt cái từ khóa này cho bạn nhỏ trong đội của mình đoán được. Đoán chính xác một từ được 10 điểm, đoán sai thì không bị trừ điểm. Từ khóa đầu tiên của con là một hành động con nhé, có 2 từ. 30 giây gợi ý bắt đầu. Hành động hả? Tập thể dục. Hai từ. À, đúng rồi, đúng rồi. Chưa đúng. Gồng tay. Đây là một nghề nghiệp có 2 từ. 30 giây gửi bắt đầu. Nhà văn học. Chưa đúng. Nhà khoa học. Con. Đúng rồi. Những cái này không có hiểu gì hết chú. Hết chưa? Luật sư. Chú làm gì con không hiểu gì luôn á. Chú vẽ cái con câu lít trên không thì con cũng không, hiểu này rồi. Không, xin lỗi con thiệt. Tiếp tục con nha, đây con là một con vật có 2 từ. 30 giây gửi bắt đầu. Con thỏ, con mèo. Nó con thôi. Con thỏ. Đúng rồi, yeah. Ừ. Đây là một con vật có 3 từ. 30 giây gửi bắt đầu. Con chim. Chim cánh cột. Chưa đúng. Chim hải âu. Chưa đúng. Chim én. Chim bồ câu. Đúng rồi, đúng rồi. Wow. Bé không nhìn em luôn. Ui, lại con vật à. Trời ơi. Có 2 từ. 30 giây gửi, bắt đầu. Con cá. Chưa đúng. Thử lào. Chưa đúng. À, con gì? 2 từ thôi. Con tư giác. Con cái gì vậy? con hô. Chưa đúng. Con gì tự nhiên quên tên rồi chị. Con gì quên tên rồi? Con lọc. Đúng rồi, đúng rồi. Con bò mới là đáp chính xác. Đưa cái tay chỉ cái áo. Quên. Trễ quá. Quên mất. Đội của bạn Khang và bạn Công Khanh cũng ghi về 2 câu chính xác, được 20 điểm nữa. Điểm số là 50 điểm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với vòng thi đấu thứ 3 được mang tên là thử tài âm nhạc. 6 bài hát sẽ được vang lên tuần tự sau khi kết thúc một đoạn nhạc. Minh Xù sẽ đọc câu hỏi sau khẩu lệnh hết thì chúng ta mới nhấn chuông giành quyền trả lời. Trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai bị trừ 5 điểm. Đoạn nhạc đầu tiên bắt đầu. Tập tầm vong tay không tay cơ. Tập tầm vó tay cơ tay cơ. Mời các bạn đoán sao cho chúng. Tập tầm vong tay nào có tay nào không. Con có không không. Câu hỏi của chương trình là chữ có trong đoạn nhạc trên được lặp lại bao nhiêu lần hết. Xin mời con thành công. Tập tầm vong tay không tay có. Tập tầm vó tay có tay không. Mời các bạn nói sao cho đúng. Tay nào có tay nào không. Có không không. 5 6 lần. Đáp án cuối cùng của đội mình là 6 lần. Chính xác, chúc mừng. Và bây giờ sẽ là đoạn nhạc thứ hai. Gió lên rồi đặt một trâu khoai. Gặp chiều lên ta nướng khô khoai. Gió lên rồi đặt một thiếu gió. Kéo chạy cho tua cá vô khoai. Câu hỏi này có giúp đội nào ghi về 10 điểm hay không? Câu hỏi của chương trình đó chính là kể tên một loại cá xuất hiện trong đoạn nhạc vừa rồi hết. Cá khoai. Chính xác, chúc mừng. Yeah. Yeah. Và bây giờ sẽ là đoạn nhạc tiếp theo. Ngàn dòng xa, không ăn anh em kết đoàn. Biên giới sâu, không ngăn với dây thân tình. Loài giặc kia, không ăn tình yêu chưa chan. Của đoàn thiếu nhi, hằng mong mình vui thái bình. Vui liên hoan, nhau nhìn thế giới. Ta ca hát, vang lên niềm vui. Ca vang lên tay, nắm tay qua biên núi. Trong tương lai tươi sáng tiến lên theo nhịp đời. Mang khúc ca yêu đời. Đó chính là ca khúc thiếu nhi thế giới liên hoan. Và câu hỏi của chương trình đó chính là kể tên
đơn vị chiều dài được nhắc đến trong đoạn nhạc vừa rồi hết. Trời ơi, ai thuộc bài này là biết liền. Mời bà Công Thanh. Dạ dặm. Chính xác. Ngàn dặm xa. Đơn vị chiều dài mà, đơn vị chiều dài. Đúng rồi, chính xác. Chúc mừng cho đội của bà Công Khanh và bà Minh Khanh đang có 60 điểm rồi. 60 điểm rồi nè. Và bây giờ sẽ là đoạn nhạc tiếp theo. Em như chim bồ câu tung cánh trên trời. Em như chim bồ câu chân bay trên trời. Em như chim bồ câu tung cánh trên trời. Em như chim bồ câu chân bay trên trời. Câu hỏi của chúng ta như sau. Điều em bé không mong muốn trong bài hát này là gì? Hết. Mời anh. Em mong sao cả thế giới không chia lìa. Thế giới không chia lìa. Thế giới không chia lìa. Chưa chính xác. Mời hai đội còn lại. Mời bà Công Khanh. Dạ thế giới hòa bình. Thế giới hòa bình. Không mong muốn hả? Không mong muốn. Không mong muốn. Thế giới chiến tranh. Đây là câu trả lời cũng chưa chính xác luôn. Đó và câu trả lời đi của chương trình đó chính là em bé không mong muốn nước mắt rơi. Trời ơi. Mèn ơi. Rất là tiếc cho hai đội. Và bây giờ sẽ là bài hát tiếp theo. Mùa hoa lê Kimana, ở quê ta miền đất đỏ. Thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng đã chết cho mùa hoa lê Kimana. Đời sau vẫn còn nhắc nhở sông núi đất nước ơn người anh hùng đã chết cho đời sau. Đó là bài hát biết ơn chị Võ Thị Sáu. Và câu hỏi của chương trình là miền đất đỏ trong bài hát đề cập đến là tỉnh nào hết? Ui. Xin mời anh Trí Quang. Tỉnh Vũng Tàu. Chính xác, chúc mừng. Yeah. Yeah. Và bây giờ sẽ là bài hát cuối cùng. Con chào bố mẹ, con chào mẹ. Đoạn nhạc cuối cùng rồi. Câu hỏi cũng dễ luôn. Bài hát này tên gì hết? Không. Bé chào buổi sáng. Bé chào buổi sáng chưa chính xác luôn. Mời hai đội còn lại. Bé chào buổi sáng là gần đúng rồi đó. Trả lời buổi sáng tới trường. Cái gì? Buổi sáng tới trường là một đáp án trừ 5 điểm. Chưa chính xác. Đội cuối cùng có trả lời không ạ? Dạ không. Và với sự quyết định là không trả lời điểm. Chúng ta bảo toàn được điểm số. Và câu trả lời của chương trình đó chính là ca khúc vừa rồi mang tên Lời Chào Buổi Sáng. Trời ơi, còn tí hơn sai có một chữ. Sai một từ thôi. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với vòng cuối cùng mang tên là Hợp Sức. Các bạn nhỏ thân mến ơi, nhiệm vụ của tụi con bây giờ mới là quan trọng. Chính các con sẽ phải trả lời 5 câu hỏi của riêng mình. Khi nào gặp câu khó mình không biết trả lời thì mình sử dụng ngôi sao giơ lên để nhờ sự trợ giúp đến từ các cô chú khách mời. Và đặc biệt hơn hết, chúng ta sẽ được đặt cược với ngôi sao may mắn. Khi nào mà chú Minh Xu hỏi là con có muốn sử dụng ngôi sao may mắn không? Nếu như con sử dụng mà trả lời chính xác, con được nhân đôi số điểm trong câu đó là được 20 điểm. Nhưng trả lời sai vẫn bị trừ 10 điểm. Rồi, bạn nào thi trước giơ tay. Rồi, Minh Khang thi trước. Minh Khang thi trước đây. Tập trung. Dạ. Câu hỏi đầu tiên, con có muốn sử dụng ngôi sao may mắn không? Dạ không. Không sử dụng. Câu hỏi đầu tiên của Minh Khang như sau. Nơi nào trên trái đất vào mùa hè mặt trời không lặn bất kể ngày hay đêm? Bắc Cực. Chính xác, chúc mừng. 10 điểm đầu tiên. Câu hỏi thứ hai, con có muốn sử dụng ngôi sao may mắn không? Dạ chưa. Chưa. Câu hỏi như sau. Tôi có một chiếc đuôi xù, một bộ lông màu đen trắng. Tôi tự vệ bằng cách là xì khí hôi ra, tôi là ai? Con trùm hôi. Chính xác. Câu hỏi thứ ba, con có muốn sử dụng ngôi sao may mắn không? Có. Chúc con may mắn nha. Câu hỏi như sau. Chú lính hải quân ở đâu để canh gác? Ở biển. Ở biển hoặc là hải đảo. Chúc mừng. Trời ơi, giỏi. Điểm số hiện nay là 90 điểm. Chú nghi là chú Bạch Công Khanh vô nghĩa bây giờ rồi. Câu hỏi thứ tư của con như sau. Kể tên một loài chim có thể bắt chước được tiếng người. Con vẹt. Đúng rồi, là con vẹt. Hoặc là con gì nữa? Con két. Đúng rồi, con vẹt. Nhưng mà cũng có con đứa con chim đồ chơi mà có cái tính năng ghi âm động con người. Dạ. Đây là câu hỏi cuối cùng của con. Ráng lên, con sẽ được chọn số điểm là 60 điểm con nhé. Rồi,
Câu hỏi cuối cùng của con như sau: cá gì nghe tên đã liên tưởng tới mùa cây thay lá? Cá không? Nghe cái tên gì? Thôi, mình sẽ liên tưởng tới cái mùa cây thay lá. Cá thu. À, biết rồi, cá thu. Đúng rồi. Ừ. Hay quá. Không mấy đi về luôn. Quá hay rồi. Em vẫn còn cơ hội, yên tâm. Số điểm tuyệt đối 60 đã thuộc về đội vô địch. Chúc mừng.